là một trong những động cơ diesel lớn nhất. Nó dài 7m, rộng 2m, cao 3,5m, dung tích 20 xi lanh, thậm chí còn to hơn một chiếc xe bus. Tôi thật sự muốn lắp đặt nó vào chiếc xe máy của mình quá. Động cơ này có công suất 13.600 mã lực, nặng 48 tấn và tiêu thụ 2.000 lít nhiên liệu mỗi 100 km, ngay cả người giàu cũng không dùng nổi. Nhưng con tàu này thực sự đã lắp 4 chiếc động cơ, vượt qua sức tưởng tượng của tôi luôn đấy. Loại động cơ này do Đức chế tạo. Thị trấn nhỏ này bắt đầu đúc thép từ 600 năm trước, trông đúc thép mà giống hệt đầu bếp đang vào bếp. Ba lò luyện thép kia đang chuẩn bị được xoay vòng nhanh chóng. Cần 16 tấn nguyên liệu để sản xuất hộp trục khuỷu, bao gồm thép vật liệu, thép sống, miếng thép mỏng và than chì nhân tạo. Đổ tất cả vào lò nung để nấu chảy thành thép nóng chảy. Các thành phần kim loại nấu càng chảy càng tốt, bởi lúc sản xuất ra thành phẩm thì sẽ dẻo dai và độ cứng của hộp trục khuỷu sẽ tốt hơn. Công nhân cần liên tục sử dụng thiết bị đo nhiệt độ để kiểm tra nhiệt độ dung dịch, bây giờ là hơn 1.400 độ. Người thợ sẽ lấy từng thìa dung dịch đổ vào thùng chuyên dụng rồi đo, phân tích tất cả dữ liệu thành phần, xem liệu dung dịch có đạt được tiêu chuẩn hay không. Lúc sắp ra lò trông nó có vẻ nhẹ hơn chút. Công nhân rắc một ít muối vào lò và xem thời gian. Được 1.500 độ rồi, cho ra lò thôi. Công nhân điều khiển cho máy rót dung dịch đổ ra ngoài, không quên cho thêm một số enzyme phụ gia bí mật trong quá trình này. Mỗi lần nó sẽ được hợp nhất với vật liệu kim loại trong dung dịch nóng 1.500 độ C, giúp cải thiện đáng kể độ cứng và độ dẻo dai của kim loại. Sau đó là giai đoạn đúc khuôn. Cát phải được cho vào khuôn trước khi đổ. Cát có tác dụng ngăn khuôn nổ vỡ trong quá trình đúc. Cần có hai bể lớn để đổ 16 tấn dung dịch kim loại vào khuôn cùng lúc với lưới treo giàn. Trong phút chốc, tia lửa bùng lên. Công nhân thấy vậy vội dậm chân. Giai đoạn này phải đặc biệt cẩn thận. Đổ kim loại cần sức của những 4 người công nhân mới có thể hoàn thành. Quy trình rót dung dịch 16 tấn được hoàn thành chỉ trong 80 giây. Vào lúc này, quản đốc sẽ chỉ đạo và quan sát suốt quá trình. Chỉ trong 1 phút rưỡi là dịch đã được rót ra, nhưng phải mất nửa tháng để làm mát dung dịch này. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, bởi bây giờ đã có thể nằm nhà nửa tháng mà vẫn được trả lương. Bạn có muốn dùng thử động cơ này không? Hãy lắp động cơ lên trên chiếc xe quay của bạn, nó rất được ưa chuộng đấy. Sau khi làm mát trong nửa tháng, các công nhân sử dụng giàn để kéo vỏ đúc ra khỏi khuôn. Họ còn dùng máy hàn để cắt bỏ những phần không dùng đến, rồi cắt bỏ các ở thừa. Sau đó nhấc vỏ, mang đến cỗ máy dung khổng lồ, sử dụng sức dung mạnh mẽ để loại bỏ hết cát đá bám trên vỏ. Sau khoảng 10 phút, công đoạn làm sạch vỏ ban đầu đã hoàn thành. Vận chuyển động cơ đến một phòng làm sạch đặc biệt. Quá trình này có thể kiểm tra xem độ cứng của vỏ có đạt tiêu chuẩn hay không. Trong phòng này họ sẽ bán những quả bóng thép nhỏ. Hàng ngàn quả bóng thép nhỏ đang đập vào vỏ từ bên trong. Nếu có người hoặc động vật ở bên trong, họ thực sự sẽ bị bắn nát thành cái sinh tố ngay lập tức. Một giờ sau, chiếc vỏ cuối cùng cũng đã được lôi ra, chuẩn bị sẵn sàng cho bước tiếp theo. Gửi động cơ đến một nhà máy khác để tu sửa. Tại đây, người thợ sử dụng máy CNC độ chính xác cao để cắt. Quá trình này sẽ mất khoảng 5 ngày để hoàn thành. Độ sai số siêu nhỏ chỉ được phép ở 1% của tóc con người. Động cơ này cũng được lắp đặt trên những con tàu cỡ lớn. Gia công xong thì khởi động động cơ, rồi gửi đến bàn thử nghiệm lớn nhất thế giới để thử nghiệm. Việc thử nghiệm ở đây khá kỹ lưỡng. Công nhân đo từng inch vỏ của động cơ bằng đồng hồ đo điện tử, sau đó so sánh và phân tích dữ liệu bằng máy tính. Sau khi đạt tiêu chuẩn cần chuẩn bị cho các bước tiếp theo của quá trình cài đặt các bộ phận, cần 35 công nhân chuyên nghiệp lắp ráp không ngừng nghỉ các linh kiện phù hợp cho động cơ. Trước khi lắp cần sử dụng vi điện tử để kiểm tra bên trong thêm một lần nữa để đảm bảo không có sai sót gì. Sau đó bắt đầu lắp cái trục khuỷu siêu to khổng lồ này vào. Trục khuỷu dài 6m, nặng khoảng 1 tấn. Công nhân cho tất cả các linh kiện cần được lắp đặt vào nitơ lỏng. Áp dụng nguyên lý giãn nở của nhiệt để thu nhỏ thể tích các bộ phận và tăng thể tích một cách vững chắc sau khi lắp đặt. Những bộ phận sau khi làm mát thì sẽ được cài đặt trên trục với các công cụ. Đập lỗ thủ công hoàn toàn bằng búa, sau đó thoa một lớp dầu bôi trơn và người hợp sức lại lần lượt lắp các trục cam vào động cơ. Lắp xong thì chuyển động cơ đến một vị trí lắp đặt khác. Chiếc trục chuyển động nặng 6 tấn được công nhân cẩu lên từ từ đưa nó vào trong động cơ. Tại đây, vị trí lắp đặt phải được kiểm tra một cách chính xác tránh thiệt hại va đập. Động cơ lớn nhất thế giới không cần bảo hành suốt nhiều thập kỷ. Bây giờ bước lắp đặt quan trọng nhất sẽ được thực hiện. 20 thanh piston xi lanh được lắp đặt lên phía trên. Công nhân dùng cần cẩu từ từ hạ thanh piston vào xi lanh, cố định xong thì lắp đầu piston. Trước tiên phải lắp một vài ốc vít dài, tiếp đến căn chỉnh đầu piston và lắp vít, chèn các vít ở bên ngoài, rồi sử dụng máy tự động để thắt chặt các vít. Toàn bộ quá trình giám sát máy tính rất chính xác. Đặt thanh nối piston vào lót xi lanh và cố định, điều chỉnh vị trí động cơ bằng máy, bắt đầu cài đặt 20 thanh piston. Sử dụng công cụ nhựa đặc biệt này trước để cố định thanh nối tạm thời, ngăn cho động cơ quay và trượt trong quá trình lắp đặt. Sau đó công nhân lắp đặt hệ thống thủy lực. Hệ thống thủy lực này giúp kéo căng trục vít với áp suất 1.600 pascal. Thắt đai ốc bằng cách này sẽ rất chắc chắn. Đặt lần lượt 20 thanh piston theo cách này lên trên động cơ. Cuối cùng là lắp đặt nắp khóa vào bánh răng, dùng một loại keo đặc biệt dính vào để đảm bảo độ kín của nắp. Sau đó rửa nó bằng vít từng cái một. Nó sẽ không được mở lại trong nhiều thập kỷ. Giai đoạn tiếp theo là cài đặt turbo trên động cơ. Đây chính là phần phức tạp nhất của động cơ do vài ngàn phần hợp thành, có thể cung cấp cho động cơ một sức mạnh lớn. Sau khi lắp đặt tuabin, tổng động cơ đã nặng hơn 40 tấn. Bước tiếp theo là lắp đặt chảo dầu động cơ. Công nhân dùng 12 thanh chống để nâng động cơ lên. Kích cỡ của chảo dầu cũng rất to với dung tích đạt 1.600 lít. Công nhân siết chặt tất cả các ốc vít. Tại thời điểm này, động cơ gần như đã được hoàn thành. Giai đoạn cuối cùng là lắp hàng trăm mét ống đồng vào động cơ. Ống đồng rất nhiều do nhiều đoạn hợp thành. Ống đồng phải được hàn kín 100%. Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận và kinh nghiệm rất chuyên nghiệp. Nếu chẳng may không hàn kín thì nước có thể sẽ làm hỏng động cơ ngay lập tức. Đây là động cơ lớn nhất trên thế giới được hợp thành từ hơn 20.000 linh kiện, chế tác bởi 35 công nhân chuyên nghiệp, tốn hơn 2 tháng để hoàn thành. Bây giờ, bộ máy cao 7m, nặng 48 tấn sẽ được chuyển đến xưởng tẩy rửa để làm sạch. Công nhân sẽ sử dụng nước nóng 60 độ và súng nước siêu cao áp tiến hành tẩy rửa. Động cơ này cần được làm sạch trong 5 tiếng đồng hồ. Làm sạch xong chuẩn bị đem đi phun sơn. Trước khi sơn, người thợ phải đặt ống đồng quấn dây cáp bằng băng keo, tiến hành quá trình phun sơn. Bề mặt sơn do máy phun ra rất đều màu. Trải qua 18 giờ sơn thì cuối cùng chiếc động cơ diesel lớn nhất thế giới cũng đã hoàn thiện. Sau đó động cơ sẽ không cần bảo dưỡng trong nhiều thập kỷ nữa. Bạn có muốn gắn động cơ này lên xe của bạn không? Được rồi, nếu bạn thấy video này hữu ích thì nhớ nhấn like và theo dõi kênh để đón chờ những video hấp dẫn tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.